Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, nhằm đánh giá thực trạng sự tham gia của người dân trong giám sát thực thi pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố, sáng nay, Viện Khoa học Pháp lý Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp Đà Nẵng tổ chức tọa đàm để lắng nghe phản ánh kiến nghị của các cơ quan ban ngành có liên quan đến môi trường thành phố. Nội dung buổi tọa đàm tập trung vào các vấn đề tình hình tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn Đà Nẵng, đánh giá quy định pháp luật về vấn đề người tham gia giám sát đối với hoạt động thực thi pháp luật bảo vệ môi trường, đánh giá thực tiễn người tham gia giám sát phản ánh kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đối với hoạt động thực thi pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn từ năm 2015 đến nay, quy trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, giám sát thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố và các tổ chức thành viên, sự phối hợp giải quyết các kiến nghị liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường, các điều kiện bảo đảm sự tham gia giám sát của người dân tiếp cận thông tin môi trường, bảo vệ người dân trong trường hợp khiếu nại, tố cáo, từ đó rút ra các hạn chế khó khăn và chỉ ra nguyên nhân tồn tại và một số kiến nghị nhằm bảo đảm tăng cường sự tham gia của người dân vào hoạt động giám sát thực thi pháp luật bảo vệ môi trường trong thời gian tới.